Happy birthday to you. Happy birthday. Blow the candy and make a wish. Xin chào cả nhà đã đến với kênh của Trang Đoàn In USA. Hôm nay là cái ngày đặc biệt ấy, của chồng mình ấy, nên mình đã tự tay làm bánh. Đã ra mình sẽ quay cả cái quy trình làm như này, tại vì mình chỉ có một mình và rất mất thời gian. Bởi vì nếu mà làm bánh thì phải kiểu cân đong đo đếm cho mọi người xem từng bước một ấy, nên là mình đã cắt bỏ. Và đây là cái bánh gato mình đã làm xong. Thì cũng khá là đơn giản thôi. Còn đây là cái kem mà mình đã đánh để mình trang trí vào bánh đó. Với cả hôm nay mình sẽ làm bánh là bánh dâu tây, thì mình đã chuẩn bị một số quả dâu tây ra đây rồi, thì tí mình sẽ cắt ra để mình trang trí vào. Thì cái bánh này thì mình làm cũng khá là bé thôi, tại vì cũng không ăn nhiều ấy. Thứ nhất là mình không ăn nhiều đồ ngọt, và chồng mình cũng là người hạn chế ăn đồ ngọt, nên là mình sẽ làm bánh nhỏ thôi. Bây giờ thì mình đã cắt đôi cái bánh ra rồi đó các bạn. Nhìn cái bánh rất là xốp và ngon, đấy là bánh gato đấy cả nhà. Thì mình đã chét xong cái phần kem lên cái nửa mặt mà mình vừa mới cắt đó. Thì bây giờ mình sẽ đi mình xếp dâu tây lên. Mình sẽ xếp một lớp dâu tây vào phần giữa này cùng với lại phần kem ấy. Thì để ăn cho nó đỡ bị ngán, là chỉ có mỗi cái gato không thì nó sẽ bị ngán ấy. Và cái bánh này là bánh dâu tây ấy, nên là mình sẽ để cho dâu tây ở mọi chỗ có thể. Bây giờ thì mình đã úp cái mặt bánh còn lại lên rồi đó, thì mình cũng đã quét một phần kem lên, và bây giờ mình sẽ đi quét kem lên trên bề mặt này, tại vì mình làm hơi ít kem ấy, nên là nó không được cái kem nó không được dày lắm. Mà thôi mình cũng không làm thêm kem nữa, bởi vì làm cũng mất thời gian ấy. Nên là thôi mình bây giờ mình cứ đi mình quét và mình trang trí cái bánh kem của mình. Thì mình không có đồ nghề đâu, mình chỉ dùng cái dĩa này để mà mình quét thôi, nói chung là amateur cả nhà. Thì của ít và lòng nhiều cả nhà ơi. Chủ yếu là mình bỏ cái tình yêu và cái tâm huyết của mình vào cái bánh này là được rồi, chứ còn mình không có làm đẹp được như ở ngoài tiệm. Thì mình hy vọng là chồng mình sẽ thích cái bánh này. Cái quá trình mà phết cái kem lên cái bánh ấy, nó mất rất là nhiều thời gian, và mình đã bỏ qua cái đoạn mà quét kem với cả trang trí, bởi vì nó cũng không có gì là khó ấy. Tại vì mình làm cái bánh này đơn giản nhất có thể, tại vì mình thiếu đồ nghề ấy. Mình thì có rất là nhiều ý tưởng, nhưng cái điều là mình không có đủ nguyên vật liệu, không có đủ cái công cụ để làm bánh ấy. Tại vì là như mình đã nói rồi đó, mình không có ăn bánh thường xuyên, nhưng cái bánh này thì không có gì khó để làm. Nhưng tại vì mình không ăn bánh thường xuyên bởi vì nó ngọt ấy, nên là mình chỉ có những dịp đặc biệt làm cho những người thân yêu nhất của mình thì mình mới làm thôi. Nên là chính vì vậy nên là mình cũng không có đồ nghề. Nhưng mà chắc là trong tương lai nếu mà mình có con thì mình sẽ mua cái đồ nghề về, những cái đồ để mà trang trí, những cái dụng cụ trang trí ấy. Thì mình có thể làm nhiều cái bánh đẹp hơn cho con mình và các bạn của con mình trong tương lai chẳng hạn như vậy. Thì cả nhà nhìn cái bánh này có được 5 trên 10 không cả nhà? Tại vì mình phết cái kem lên thì nó cũng không được đều như ngoài tiệm đâu. Tại vì mình không có cái dao phết ấy, mình dùng cái dĩa nhà mình thôi, nên là có sao thì mình chấp nhận vậy. Chủ đề chính là dâu tây thôi. Hey, this is birthday guy. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Trang Đoàn In USA. Hôm nay là sinh nhật của chồng mình ấy, thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn một cái nhà hàng, cái nhà hàng mà chồng mình chọn. Thì bây giờ đi bộ ra cái chỗ đỗ xe đã, xong rồi bắt đầu mới bắt đầu đi ô tô đi. Here we go, it's our guy today. Oh. Handsome guy. Đây anh chàng của chúng ta. Oh, ngày, not as beautiful as you. Ngày sinh nhật của anh ở đây. Đây là cái nhà hàng bọn mình sẽ ăn, nhưng mà trời nó nắng quá, mà rõ ràng bây giờ là 6 giờ tối rồi đấy cả nhà. Gọi là Old Crab. Nó bán đồ hải sản ấy. Đây là mấy cái biển nó bán, nó trang trí này, các loại đồ hải sản các kiểu luôn. Different things, seafood mostly, huh? Oh yeah. Okay, let's go. Oh, not this way. No. Không phải cái cửa này, đi cửa trước kìa. Honestly, you're showing them the side of the building. Đi tàu tóc là bay. Thế là the hair and my hair are messy. Oh, my hair's way messier than yours. Hai vợ chồng tóc tung bay hết. Ô, cái hoa này đẹp quá. Look at these flowers, beautiful.
Nhìn cái hoa này đẹp chưa? Luôn purple. À đây, cái cửa chính của nhà hàng ở đây. Hai vợ chồng mình đi từ đằng sau. Yeah. Đó. Nhà hàng này là chuyên bán các loại hải sản. Mình cũng chưa biết ăn cái gì đâu, cứ vào đấy rồi chọn. Ủa, lắng thế. 6 giờ rồi mà. Lắng khủng khiếp luôn. Oh yeah. Chồng mình bảo là ở kia nó có một cái sự kiện gì trước cái nhà hát. Ok, let's get inside. Hoa đẹp chưa? Let's get inside. Ooh, look. Giống như ông cướp biển. Nhà hàng hải sản. Kho báu. Seafood. Tôm hùm các kiểu trên đời. Yeah. Vào nhà hàng bật nhạc to quá cả nhà. Thì trước cửa nhà hàng thì có một con cua hoàng đế và trưng bày rất là nhiều các cái loại hải sản đấy. Nhìn rất là phong cách của biển luôn ấy. Và đây cái ông ấy chỉ cho mình là đây hai vợ chồng mình có thể ngồi cái bàn này và mình sẽ ngồi bàn này cho hai người. Thì ông ấy cũng đưa menu luôn. Thì ở đây ấy là có một số loại là đã liệt kê giá cả sẵn rồi, còn một số loại thì nó ghi là MP, tức nghĩa là market price, tức nghĩa là giá theo giá thị trường. Ngày hôm đó giá bao nhiêu sẽ tính giá bấy nhiêu chứ không có giá cố định. Ở đây có cái đèn nó chiếu khó nhìn quá. Đây là cả nhà ghi là MP này, market price. Thì tí nữa mình sẽ hỏi cô đó xem là market price ở đây là bao nhiêu. Mình thì mình định đặt là cái cua tuyết này cả nhà, thì sẽ phải hỏi giá. Và mình sẽ định đặt là cái con ngao, con sò đấy, với cả cái con tôm hùm đất. Còn chồng mình thì cũng không phải là fan lớn của hải sản đâu. Còn đây là cái bánh mì mà người ta đem ra, người ta đem ba cái bánh mì cùng với bơ, thì chồng mình đã lấy một cái ăn rồi. Bánh mì đây thì là mình thích ăn bao nhiêu thì mình gọi thêm miễn phí cả nhà, không có tính phí. Và cái bơ của họ ăn rất ngon, cái bánh mì này cực kỳ ngon luôn ấy, mình rất thích luôn. Nhưng mà nó có cái hàm lượng tinh bột rất là cao nên mình chỉ ăn một miếng thôi. Thì còn lại chắc là chồng mình ăn, mà chồng mình thích ăn thêm thì gọi thêm. Nhưng ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy, thì cho anh ấy xả láng đi, anh thích ăn bao nhiêu thì ăn. Còn bình thường ấy, mà không phải ngày sinh nhật thì anh ấy cũng không ăn nhiều đâu, bởi vì anh ấy cũng sợ tăng cân ấy, anh ấy cũng phải luyện tập hàng ngày luôn ấy. Chồng mình bảo để chồng mình quét cho xong rồi là cho mình ăn thử một miếng trước đã. Anh ấy vừa cho mình cắn thử một miếng đấy cả nhà, ăn rất là ngon luôn ấy. Mình muốn ăn cả cái luôn nhưng mà mình không dám ăn đâu. Còn bây giờ ấy thì là cô này cố đem cái phần mà gọi đấy, thì gọi thì mình gọi cái phần này cũng khá là nhiều đấy, thì mình sẽ chia cho chồng mình một ít. Chồng mình thì chỉ gọi tôm và mực thôi. Chồng mình không thích ăn những cái này lắm, nhưng mà anh ấy tí sẽ gọi một đĩa cá chiên nữa, nghĩa là cá tẩm bột chiên ấy. Đây cái đĩa này là của mình đây, là cô đấy trộn nước sốt đấy thì đổ ra cho mình, có cua này, có tôm hùm đất và có cái con sò đấy cả nhà. Và khoai tây, rồi là có thêm một cái bắp ngô nữa. Còn cái đĩa này là đĩa của chồng mình. Chồng mình thì gọi ít hơn, nhưng mà anh ấy lại gọi thêm một đĩa khác nữa. Thì bọn mình sẽ ăn cái món này trước, thì tí nữa trong cái lúc mà đợi chờ thì người ta sẽ mang cái món thứ hai cho chồng mình ra. Thì đây là cô cũng đảo đều lên để trộn ra đó. Thì của chồng mình chỉ có mực và tôm và khoai tây cũng như là ngô thôi, tại vì anh ấy gọi thêm một món nữa. Thì cái đĩa của mình nó rất là nhiều, thì tí nữa mình cũng sẽ chia cho anh ấy một phần. Anh ấy nói thằng của em hơi bị nhiều luôn. Còn người ta cũng cho rất là nhiều bánh mì để ăn kèm cơ. Thì trước khi ăn thì mình sẽ đeo găng tay này, với cả mình đeo cái tạp dề đó vào để cho nó đỡ vào cơ thể quần áo của mình ấy, thì cho nó đỡ bẩn thôi. Đó, mình cũng cho anh ấy một cái càng cua, tại vì rất là nhiều cua này, rồi là tôm hùm đất. Tí nữa mình cũng cho anh ấy thêm một ít tôm hùm đất với cả con sò đấy, tại vì của mình cái đĩa của mình rất là nhiều luôn ấy. Mình cũng chia sẻ với chồng mình, đây mình cũng cho chồng mình thêm tôm hùm đất này, rồi mình cho chồng mình thêm sò này, tại vì của mình nhiều quá mình sợ không ăn không hết được. Một cái đĩa của mình là 36 đô hay sao ấy. Còn của chồng mình thì ít tiền hơn, nhưng mà chồng mình lại gọi thêm một đĩa nữa. Thế bây giờ thì hai đứa sẽ tận hưởng ăn ăn cái món ăn hải sản này. Mình rất là thích ăn hải sản, mà cái mình thích cái sốt này của họ. Sốt này cực ngon luôn đấy cả nhà. Không biết họ làm kiểu gì, nhưng mà họ nói đây là cái sốt đặc sản của nhà hàng, thì mình chọn cái sốt đặc sản đó.
Ăn xong cái này thì mình sẽ có một bất ngờ cho anh chồng mình. Anh ấy chỉ nghĩ là hôm nay là hai vợ chồng là đi ăn tối với nhau xong là xong thôi, tại vì sinh nhật thì kiểu bây giờ cũng lớn rồi ấy, cũng không cần là phải cầu kỳ lắm ấy, thì mình cũng đã mua quà tặng cho anh ấy cái quà anh ấy thích rồi. Và anh nghĩ là ok, đã nhận được quà và đi ăn tối thế này là xong, không còn cái gì nữa. Nhưng mà chút nữa thì mình sẽ có một cái bất ngờ. Và bây giờ hai vợ chồng mình ăn uống rất là vui vẻ. Thì chút nữa cô đấy sẽ mang một cái đĩa nữa cho chồng mình. Ăn vậy là quá nhiều luôn ấy. Nó bị bắn ra tay, thế chồng mình lau cho mình. Ở đây họ bật nhạc to lắm, nên là mình phải tắt tiếng để mình ghi âm lại cho các bạn nghe. Chứ bởi vì nếu bật nhạc to và lâu ấy thì mình sợ nó đánh bản quyền với cái nữa là nói họ cũng không, mọi người kiểu cũng không nghe rõ và bị cũng làm phiền đến những người xung quanh khi mà mình nói tiếng Việt ấy. Thì thôi tốt nhất là mình không không có nói vào trong cái này, bởi vì nhạc to đánh bản quyền thì cũng về cũng mất công mất thời gian thôi. Thật sự là cái nhà hàng này hải sản cũng khá là tươi đó và ăn cũng rất là ngon. Đây là cái cua tuyết thì mình định gọi cua hoàng đế cơ, nhưng mà lần trước có một lần mình ăn cua hoàng đế thì mình thấy nó hơi bị, nó không được tươi, nhưng mà cua tuyết hôm nay ăn thì khá là tươi. Cái nhà hàng này thì cũng không phải là quá đắt lắm, nhưng mà nói chung là cứ đi ăn hải sản thì sẽ đắt hơn là những cái loại đồ ăn khác. Ở đây thì không có gần biển và người ta thường là người ta sẽ nhập hải sản từ Portland hoặc là từ Alaska hoặc là những cái vùng ở Mỹ mà gần cái vùng biển ấy. Bây giờ vợ chồng mình đã ăn xong rồi cả nhà ơi, đã trả tiền rồi là hết 65 đô la, tức nghĩa là khoảng 1,5 triệu tiền Việt Nam cho bữa ăn ngày hôm nay. Thì chồng mình về sau có dạy gọi thêm một đĩa kiểu cá chiên ấy. Ủa, nó sốc. Rồi anh ăn rất là nhiều bánh mì nữa nên là anh bây giờ đang rất là no. Mình cũng rất là lo luôn ấy, ăn khá là nhiều, tại vì cái đó nó còn có cho mình khoai tây với cả cho mình cái bắp ngô nữa nên ăn no lắm. Còn bây giờ thì sẽ về nhà có một cái bất ngờ nho nhỏ cho anh chồng mình. Thì ở đầu video các bạn đã xem rồi đó, mình làm cái gì rồi đó, xong bây giờ mình sẽ về cái bất ngờ cho anh ấy, tại vì anh chỉ nghĩ là hôm nay hai vợ chồng mình đi 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 ăn uống nhà hàng thôi chứ không có cái gì nữa. Còn quà thì mình đã mua, mình tặng cho anh ấy rồi, tại vì là cái quà đó là cái quà mà anh ấy rất là thích, đó là cái món quà anh rất là yêu thích, đó là cái quả tạ để lưng ấy. Thì quả tạ cũng khá là đắt đấy, thế nhưng mà anh nghĩ là anh đã nhận được quà và đã đi ăn tối, thế là hết cho cái ngày sinh nhật này. Và hiện tại bây giờ là gần 8 giờ tối mà nó vẫn nắng kinh khủng luôn cả nhà. Đây nói điêu luôn, 7:50 nghĩa là gần 8 giờ đó mà nó nắng như kiểu tầm 11 giờ, 13 giờ, 14 giờ ở Việt Nam, kinh khủng luôn. Cái bánh mình đã làm cái này cả nhà, thì bây giờ mình sẽ thắp nến vào đây, xong mình sẽ tạo bất ngờ cho chồng mình. Đây mình sẽ thắp nến và mình sẽ đem ra cho anh chồng mình. Đây cả nhà ơi, là cái bánh sinh nhật nhá, mình sẽ đi ra luôn này. Ồ, nó lại tắt mất một ngọn rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra. Ra luôn. Baby, you can open now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my honey. Oh, you like it? Very nice. Đấy, chồng mình, cái này nó hơi thấp. Chồng mình mới cái này nó hơi bị thấp cả nhà, thì mình chồng mình mới thổi nến xong ấy, nhưng mà cái đoạn thổi nến thì nó lại nhanh quá nên là mình sẽ không quay nữa. So honey, so what do you think about this cake that I Oh, it's made for very you? nice. Mình hỏi chồng mình là anh nghĩ thế nào về cái bánh này mà em làm cho anh, thì anh bảo cái bánh đẹp lắm. Strawberries, which rest of it? This is like just the skin from the apple to decorate. No, I noticed that. So, what do you think? It's very How nice do you though. feel? Oh, feel very happy. Mình hỏi chồng là anh nghĩ thế nào, anh bảo là rất là đẹp. Theo anh cảm thấy như nào? Anh thấy rất là vui. Happy birthday to my husband and my baby's daddy. Wish you all the best and then we have more happy years together. Forever. Forever and ever.
Yeah. Và chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi anh nhé. Ok. Very nice cake here. Yeah? Mm-hmm. Bây giờ sẽ đến cái việc cắt bánh. Now is the time to cut the cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my dear Robert. Happy birthday to you. Mm-hmm. Okay, then blow the candy and make a wish. Very nice. Giờ là lúc chồng mình cắt bánh cả nhà ơi. Chồng mình đã ước rồi đó. Vừa mình mới cho thổi nến lại và ước. Like a little kid. Rất là nhiều nến nhưng mà các bạn sẽ không biết chồng mình bao nhiêu tuổi nhé. Not give you a huge piece. For you first. For me first. Mm-hmm. Okay. Anh bảo là anh không muốn cắt miếng to, không muốn cho em miếng to sợ em lại không ăn. Đó cái bánh đó. Strawberries in the middle too, huh? And it make of đây cả nhà ơi, cái bánh đây. Thì mình bảo là cắt bây giờ anh cắt cái miếng nhỏ cho em. Yeah, yeah, yeah. Okay. Uh-oh. Không có dao chuyên dụng cắt bánh. Kind of falling apart here. Yep. Bây giờ thì sẽ là lúc thưởng thức thôi. Chồng mình sẽ ăn xem là anh ấy nói rằng nó có ngon hay không. Mm-hmm. Like strawberry shortcake. Mm-hmm. So, how does it taste to you? Very good. Chồng mình bảo ăn rất rất là ngon. Ok, cái video hôm nay thì mình cũng chỉ làm để kỷ niệm cái ngày chồng mình sinh nhật thôi. Và chia sẻ với mọi người cái ngày đặc biệt của anh ấy. Đó, cái bánh đây. Còn rất rất là nhiều. Và mình sẽ ăn một miếng con nhỏ thôi. Còn đây là cái đồ mà mình sẽ phải vứt đi này. Đây này, cái miếng của mình rất bé. Sorry. Tastes pretty much exactly like I used to have with my grandparents. Really? Ok. Tí nữa phải dọn dẹp cái chỗ này đi này. Bánh này chắc để tủ lạnh thôi. Chứ không thể nào ăn hết được. Ok, cái video của mình sẽ xin kết thúc. Anh ấy đang ăn đây này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi đồng hành cùng vợ chồng Trang Đoàn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Thanks for watching and I see you guys in my next video. Bye bye.